Thưa quý vị và các bạn, càng vào dịp cuối năm thì hoạt động tín dụng đen, vay nặng lãi lại trở nên sôi động. Nhiều công nhân, sinh viên nghèo vì phải cần tiền chi tiêu trong dịp Tết đã sẵn sàng tìm tới dịch vụ này, mặc dù lãi suất thì trên trời. Và đằng sau những lời ngọt ngào cho vay không cần thế chấp, chỉ cần chứng minh nhân dân hay là hộ khẩu, giao tiền tận nơi là những tháng ngày bị khủng bố về tinh thần, đe dọa hành hung và thậm chí là dọa giết nếu như không trả đúng hạn. Nhiều nạn nhân như là mắc vào tơ nhện, mặc dù chỉ vay một khoản tiền rất nhỏ thế nhưng trả mãi thì vẫn không hết vì lãi mẹ để lãi con. Vậy thì có cách nào để có thể giải cứu những người chót dại dính dáng tới tín dụng đen hay không? Có lẽ đây là câu hỏi mà rất nhiều người trong xã hội đặt ra. Và thực tế là trong quá trình tác nghiệp thì phóng viên của chương trình cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp người dân may mắn thoát khỏi gánh nặng tín dụng đen để biết vận dụng hợp lý những quy định của pháp luật. Và xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi. Chỉ cần dạo qua vài con phố, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những tờ rơi quảng cáo hấp dẫn như cho vay tiền không cần thế chấp tài sản, cho vay tiền thủ tục nhanh gọn. Còn nếu gõ Google tra cứu từ khóa vay tiền, sẽ hiện ra một loạt các website quảng cáo cho vay tiền, thủ tục nhanh gọn, nhận tiền trong tích tắc. Theo những lời giới thiệu, nếu vay dưới 10 triệu đồng, lãi suất sẽ dao động từ 5.000 đến 6.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày. Nếu vay số tiền từ 30 triệu đồng trở lên, sẽ có lãi suất từ 4.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày. Mức lãi suất còn áp dụng với thời hạn vay, nhưng thường xuyên không quá 50 ngày. Nếu quá hạn, người vay sẽ bị tính lãi suất cắt cổ hoặc sẽ có luật xử phạt. Cậu sinh viên này sinh năm 2000. Từ quê lên thành phố học đại học, những cám dỗ từ bạn bè đã khiến cậu trở thành một nạn nhân của tín dụng đen. Chỉ vay 6 triệu đồng, nhưng gần một năm, cậu vẫn chưa trả hết. Suốt một thời gian dài, cậu liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa, thậm chí là dọa dẫm cắt chân, cắt tay, thông báo cho gia đình, trường học. Tuy nhiên, nhờ tư vấn của pháp luật và luật sư, cậu chỉ phải trả nốt số tiền gốc và một khoản lãi suất hợp lý. Thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi cùng với khách mời của chương trình, cũng chính là người đã tư vấn pháp luật để giúp cho bạn sinh viên trong phóng sự vừa rồi thoát khỏi mớ bỏng bong tín dụng đen. Xin được trân trọng giới thiệu luật sư Trần Xuân Tiền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào. Xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa luật sư, câu hỏi đầu tiên mà có lẽ là cũng rất nhiều khán giả đang cảm thấy thắc mắc đó chính là lý do tại sao mà cậu sinh viên trong phóng sự vừa rồi lại tìm đến văn phòng luật sư của luật sư để có thể là được tư vấn, và khi mà đến văn phòng của mình thì bạn đó đang có cái tâm trạng và cảm xúc như thế nào? Vâng, xin bạn sinh viên đến là trước hết là bạn ấy hiểu rằng luật sư có chức năng xã hội và thông qua cái mạng xã hội cũng như là thông tin truyền thông thì biết rằng luật sư có tư vấn miễn phí. Cho nên bạn ấy đã tìm đến luật sư và để được tư vấn miễn phí và giúp đỡ những cái trường hợp mà đang vướng vào những vấn đề phức tạp ở trong quá trình như thế. Thế thì bạn ấy đến với văn phòng luật sư ấy, qua một tâm trạng rất là nặng nề, rất là hoảng loạn. Bạn ấy bị đe dọa, bạn ấy bị coi như là những người cho vay họ đó đến liên lạc qua điện thoại, thậm chí đe dọa đến trường và có những đe dọa vấn đề ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của bạn ấy. Dạ vâng, có lẽ là cũng không có nhiều người có được cái kiến thức đó và không có nhiều người có được cái may mắn tìm đến vào luật văn hoặc luật sư như vậy để có thể là giải thoát cho chính mình khỏi cái vấn đề tín dụng đen. Vậy thì thưa luật sư, tại sao mà bạn sinh viên vừa rồi lại chấp nhận vay một cái khoản tín dụng với cái lãi suất cao như vậy, và bản thân luật sư thì đã dùng cái cách nào để có thể là hỗ trợ bạn ấy, giúp bạn ấy thoát khỏi cái mớ bỏng bong này? Thì qua thông tin được biết thì là cũng không phải ít cái người mà tham gia cái bẫy tín dụng đen vì do rất nhiều lý do. Một là do kinh tế không có, nhu cầu cuộc sống cũng ra thành phố cũng nhiều. Thứ hai là bạn cạn cũng không biết được là cái bẫy tín dụng đen nó nguy hiểm như thế nào. Nghĩ rằng vay đơn giản, vay nó nhanh, gọn thì sẽ giả được. Thế nhưng mà cuộc sống nó không phải cái gì muốn cũng được thì bạn ấy không tiếp xúc được cái việc và chỉ biết giả nợ. Thứ hai nữa là các bạn ấy là gì? Không dám giấu gia đình, không dám nói với gia đình. Cho dẫn đến là tự mình cứ lo như thế và dẫn đến có cái gì đó là gì? Không biết cách nào để giải quyết được vấn đề đó. Đấy, đấy rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái cả cuộc đời của các bạn ấy. Vâng, có thể thấy rằng là tín dụng đen là những cái tổ chức, những cá nhân mà nằm ngoài cái vòng kiểm soát của pháp luật. Chính vì thế mà có lẽ để giải quyết những cái vụ việc như thế này thì cái vấn đề khó nhất là làm thế nào đấy để có thể đối thoại được với những đối tượng cho vay. Vậy thì trong trường hợp của bạn sinh viên này cũng như là trong những cái trường hợp khác mà luật sư đã gặp phải thì cách nào luật sư có thể đối thoại với cái bên cho vay đó để giải quyết được tình huống này? Thì trong cái quá trình hành nghề thì tôi cũng đã đi sâu vào vấn đề giải quyết cái xử lý nợ. Thì trong xử lý nợ là có cái việc giải vây những tín dụng đen. Đây tức là chính là mình luật sư tham gia vai trò thương lượng hòa giải. Mình giải thích pháp luật
để cho người vay. Bản chất vấn đề ban đầu nó là cho vay là dân sự, là cho vay dân sự nhờ lãi suất cao, là vi phạm pháp luật, trong cái quy định của pháp luật là đã vay lãi nặng. Thế nhưng mà trong thực tế để mà tiếp xúc được thì luôn luôn khuyến khích mọi người rằng bản chất ban đầu chính là cái sự thỏa thuận. Thỏa thuận giữa người vay và người cho vay trong lúc cần thiết. Trong cái lúc là gì? Anh không tiếp cận được cái nguồn vay gia đình cũng như là vay tín dụng, vay của các ngân hàng. Vì quá trình vay ngân hàng cũng có một số cho vay theo kiểu như là không cần thế chấp, nhưng mà cái thủ tục cũng rất là khó khăn. Thì ở đây tức là quá trình cái tín dụng đen họ rất là nhiều cái biện pháp, nhiều cái cách để họ tiếp cận với cái nhóm sinh viên, tức là một số là có thể là cái nhóm ở xa gia đình và ít có cái sự giáo dục, ít sự quản lý của cơ quan nhà trường, vì đa phần sinh viên bây giờ là ở trọ ở ngoài, cho nên dẫn đến có những việc là phát sinh kinh tế rồi những cái không đáp ứng được, và dẫn đến cái việc mà để những cái lời khuyên răn để những nguyên vấn thì cũng không có đấy, cho nên dẫn đến là rất dễ là tiếp cận với xã hội trong cái cho vay. Dạ vâng, luật sư có thể chia sẻ rõ hơn một vài những cái trường hợp khác. Thế thì trong quá trình hành nghề thì tôi cũng gặp được rất nhiều trường hợp mà cũng giúp được các bạn. Ví dụ như vừa rồi là có giúp được một bạn là không may là đi ra đường giao thông bị gây ra tai nạn, phải đền tiền. Thế thì vì thương bố mẹ và mình có lỗi, cho nên là không bằng cách nào là phải vay xã hội để rồi giải quyết cái bên đó để cho nó ổn thỏa, để rồi nghĩ rằng tìm kiếm cái việc làm, tìm kiếm cái nguồn thu để trả nợ. Thế nhưng mà cũng không nghĩ rằng là cái cho vay xã hội nó nặng nề như thế, nó có những cái gì đó mà vượt ra khỏi cái bẫy đó khó khăn như thế nào. Thì tôi đã giúp được các bạn ấy là gì? Là động viên bạn ấy mạnh dạn dám nhờ luật sư, mạnh dạn dám tố cáo nếu như cần thiết không thỏa thuận được. Thế thì khi mà gặp thì luật sư nghĩ rằng các bạn sinh viên nó như là con cái rất là nhỏ, rất là mới ra Hà Nội thì cần cái sự hỗ trợ của mọi người. Trong đó luật sư luôn luôn xác định cái việc luật sư là luôn luôn phải giúp những người yếu thế, giúp những người những không may mắn để vượt lên những cái tưởng rừng rất đơn giản nhưng nó lại là rất hậu quệ, không lường được đối với cái đời sinh viên của các em. Cho nên tôi đã bằng cái kinh nghiệm của mình đã thương lượng nhẹ nhàng với những người trả nợ, trả được gốc cho họ và cái lãi thì chỉ giảm một phần rất nhỏ. Thì trường hợp đó thì trường hợp những người cho vay tín dụng đen ấy, họ rất nhạy cảm với pháp luật, tưởng rằng họ không sợ pháp luật, họ rất sợ pháp luật. Vấn đề đặt ra là cái người cho vay có dám đấu tranh không, có dám tìm đến pháp luật hay không, và có tìm đến những cái luật sư để tư vấn không, và có những luật sư dám tư vấn để cho những cái người đó thoát khỏi cái tín dụng đen hay không. Đấy cả là vấn đề, dù anh phải có kinh nghiệm, anh phải tư vấn để làm sao có bằng chứng. Có bằng chứng là gì? Đấy là thể hiện cái việc cho vay nặng lãi, đấy là thể hiện người ta cho vay góc độ là nhiều lần chuyên nghiệp. Chứ nếu như không có gì thì cũng rất khó. Thế thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn đấy ghi âm, hướng dẫn cho các bạn đấy gì tìm đến mình, và hướng dẫn các bạn là từ đấu tranh từ nhẹ đến nặng làm sao để cuối cùng là mình vẫn trả nợ được, có vay có trả, nhưng mà vẫn để tránh cái việc bị truy sát, bị cưỡng bức cái việc đó, để tránh cái việc là để làm sao bạn ấy được thoải mái. Thì tôi nghĩ là đấy một cái điều rất là mừng. Thế và cũng không ít những cái trường hợp khác là cái người cho vay nặng lãi họ tiếp cận với những người cần nhiều tiền, họ giúp cho họ quen biết ngân hàng, họ cho vay tiếp dụng ngân hàng hàng 500-700 triệu, hàng tỷ đồng. Nhưng khi họ hứa rằng là nếu như đảo nợ đến hạn thì họ sẽ giúp cho cái việc là tiến hành đảo nợ. Nhưng đến lúc đảo nợ thì ngân hàng không cho đảo nợ, về xác định cái việc là gì, là mục đích vay không đúng. Thì khi đó là gì, người ta tiếp cận không cách nào là phải vay người ta. Thế và lãi mẹ đẻ lãi con, và có những lãi gần như là có thể nói là không có lối thoát. Thì tức là tôi đã có thực tế trên Sơn La là đã giúp một người phụ nữ người gốc Hà Nội lên Sơn La làm ăn, vay mượn không biết, quen hết thì vay tín dụng đen, và đã bị truy bức như là trên phim, và đã gần như là tuyệt vọng không cách nào khác, đã định tìm cái chết là nhảy tự tử sông Hồng. Thì sau khi đó là tôi đã hướng dẫn người ta tìm cách là thu thập chứng cứ, lắp camera, rồi ghi hình, ghi âm lại và tìm ra những cái đàm phán với nhau, cái quá trình đàm phán. Và đương nhiên quá trình đàm phán thì họ dân rất cần tiền, họ truy cập trên họ cũng có sơ hở, cho nên những người mà cho vay cũng sơ hở, và trong cái quá trình đó thì luật sư cùng với họ thu thập được thông tin tài liệu, và lúc đó là đối mặt với nhau thương lượng đàm phán và sẵn sàng nếu không được chậm đàm lại được thì báo cáo với cơ quan công an, với cơ quan chính quyền. Dạ vâng, vậy thì ngày hôm nay luật sư có một lời chia sẻ nào đó ngắn gọn với tất cả những người dân, bởi vì là nhu cầu cận Tết thì chắc chắn rằng là cái nhu cầu mà vay tín dụng, vay mượn của người dân thì cũng sẽ gia tăng do có nhu cầu chi tiêu tăng cao. Vậy thì luật sư có lời khuyên nào thật là ngắn gọn đối với người dân và đặc biệt là các bạn sinh viên và lao động nghèo hay không ạ? Tôi có một cái lời khuyên như này. Thứ nhất là các bạn sinh viên và những người nghèo phải luôn luôn làm chủ được cái chi tiêu của mình. Mình có tiền thì mình tiêu, mình không thể vay được thì mình chấp nhận. Mà nhất là những cận kề ngày Tết này, nếu như ở quá xa cần khoản tiền đi thì chúng ta phải chấp nhận là không về. Vì đi lại Tết nó tốn kém thì mình phải chấp nhận không về. Còn nếu tránh cái việc về với gia đình vui nhưng mà đi vay tín dụng đen thì dẫn đến cái vui trước mắt nhưng mà cái buồn, cái tương lai của mình lại là mất lúc nào không biết. Cho nên những cái trường hợp này nên cân nhắc tất cả về cái sum vầy gia đình trong ngày Tết, đó là cái điều ai cũng mong muốn.
nhưng mà tùy cơ ứng biến, nhưng mà nhất là chính bản thân mình đã không làm chủ được kinh tế thì mình phải biết mình để dừng lại, để tránh cái việc sao vậy tín dụng đen. Vì cái này mọi người có thể không hiểu hết được cái nguy hiểm của tín dụng đen như thế nào, nó có cái hệ lụy ghê gớm là gì, dẫn đến mình không yên tâm, không làm việc. Đã có những hiện tượng là gì, không tìm cách nào đi lừa đảo, thậm chí đi vào con đường mãi dâm, đi con đường đâm kém giết người để trả nợ tín dụng đen. Tức là cái sợ nó ép cho người ta mất cả cái lý trí, mất cả cái hành động, đi làm cái việc phạm pháp. Thì cái tín dụng đen chưa phạm pháp, chưa chết, nhưng mà anh đã vi phạm ở cái điều kia. Thì đấy là một cái điều từ cái nhỏ, cái này nó xảy cái ung. Thì tôi nghĩ rằng là không nên là dễ dàng tiếp cận, mà phải hết nết làm chủ mình trong mọi lúc mọi nơi. Hy vọng rằng là qua những chia sẻ ngày hôm nay của luật sư thì những khán giả của chương trình và tất cả những người dân sẽ có thêm những cái kiến thức để chúng ta tỉnh táo hơn khi mà chúng ta bước chân vào việc là vay mượn ở bất kỳ một tổ chức cá nhân nào. Và với những người mà đã chót xa chân vào việc tín dụng đen rồi thì cũng sẽ có thêm những cái cách thức để chúng ta có thể thoát khỏi những cái vấn nạn này. Và tới đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.